Những câu nói giúp bạn nhận ra chân lý. 1. Vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Chân thành quá mức là một cái tội, tình người quá vội là một cái ngu. 2. Xã hội bây giờ, con người bây giờ đều thích những gì giả tạo, không thích những điều thật lòng. Người biết làm không bằng kẻ biết nói, kẻ biết nói lại không bằng kẻ biết giả vờ. 3. Lòng người trong cuộc đời biến đổi khôn cùng, đáng sợ nhất là lấy sự đau khổ của con người làm hả dạ lòng mình. 4. Người thực thà thường chẳng biết khóe miệng, kẻ giả tạo lại biết toàn điều hay. 5. Đáy biển tuy sâu nhưng con người được được, lòng người tuy nông nhưng không ai thấy được bao giờ. 6. Tiền là thứ rất sắc, nó có thể cắt được những thứ mà dao kéo không cắt được, đó là tình yêu và tình bạn. 7. Hiền quá người ta dễ bắt nạt, khờ quá người ta dễ lợi dụng, còn tin tưởng quá thì bị người ta lừa dối.